Ngày 27 tháng 5, đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã phát huy tốt vai trò cầu nối, kịp thời cung cấp thông tin, tham mưu cho lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường quan hệ với các địa phương của Lào qua nhiều kênh khác nhau rất hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Văn Nên mong muốn cán bộ nhân viên Đại sứ quán cố gắng bám sát nhiệm vụ chính trị, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng nâng cao chuyên môn, thích ứng linh hoạt để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng gửi gắm niềm tin và mong cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào. Đây là quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước, là tài sản chung vô giá của hai đảng, hai dân tộc, cần gìn giữ, phát huy và truyền cho các thế hệ mai sau, như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sisulit nhấn mạnh quan hệ Lào-Việt bằng bốn chữ tình: tình anh em, tình đồng chí, tình đoàn kết và tình bạn. Đồng chí cũng gửi gắm, Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Lào tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, rộng khắp và đi vào chiều sâu nhằm góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt. Với phương châm, giúp bạn cũng là giúp mình, Đại sứ quán quan tâm nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu chính phủ, các bộ ngành địa phương xem xét tăng ngân sách đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống đường giao thông kết nối các tỉnh biên giới, xây dựng hạ tầng ở các cửa khẩu chính, tạo điều kiện cho việc đầu tư phát triển thương mại du lịch. Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh cũng đến tỉnh Savannakhet. Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm Bác Hồ. Đoàn cũng đến dâng hoa tại đài tưởng niệm Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khay Sơm Phom Vi Hẻn và thăm khu lưu niệm Chủ tịch Khay Sơm Phom Vi Hẻn.